Thầy sau buổi ngày hôm nay, cuộc sống của mình sắp tới, thứ nhất là phải bản lĩnh, thứ hai là phải trách nhiệm. Xin cảm ơn quý thầy cô của nhà trường đã tạo điều kiện cho đại học Greenwich đã đến đây và chia sẻ, và xin chúc cho các bạn có một cái tuổi thanh xuân thật là rực rỡ. Xin cảm ơn rất nhiều.